Chào tất cả các bạn nhé. Đang xả cống nước ra ruộng các bạn này. Đây là một bịt ruộng luôn các bạn nhé. Đang xả cống các bạn. Xả cống ra thì người dân đem vượt với các bạn nhé. Đem vượt vượt cá. Quay cho mọi người xem nhé.
Cái gãy. Đó, gãy luôn. Được, mình được đã rồi. Ô, được đã.
rồi. Nước cần môi. Một con tân anh rồi ra ngoài đâu bạc tới đây ngoài đây thấy không đâu không tân anh vô đây tân anh ơi. Yeah.
đâu khi mà đồng ra xong các bạn. Có nhiều lắm. Ôi, đập nha. Rất nhiều người đang vớt cá các bạn. Lại bị đâu đấy cơ. Các bạn xem đăng ký ủng hộ mình nhé. Hàng này vừa được chuyển xong rồi. Xin chào tất cả các bạn ở đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở video sau.